Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Không hề thua kém so với các cuộc thi hoa hậu trên thế giới, có rất nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nam uy tín và quy mô lớn được tổ chức thường niên. Tuy nhiên, cần phải công nhận một điều rằng tiềm lực của các đơn vị tổ chức các cuộc thi nam vương có phần lép vế hơn so với các cuộc thi hoa hậu. Minh chứng cụ thể nhất là trong 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới thì có rất hiếm cuộc thi nam vương được tổ chức, trong khi các đơn vị luôn nỗ lực tổ chức các cuộc thi hoa hậu. Khác với vị thế còn non trẻ tại các cuộc thi hoa hậu, Việt Nam chúng ta là một đất nước có bề dày thành tích tại các cuộc thi nam vương, được đánh giá là một cường quốc sắc đẹp nam giới khi liên tục đăng quang ngôi vị nam vương hay có thành tích cao ở nhiều cuộc thi quốc tế lớn. Trước khi điểm qua tất cả các thành tích của Việt Nam tại các cuộc thi nam vương, chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh những chàng trai đã có những chiến thắng vang dội và đã xuất sắc đăng quang tại các cuộc thi nam vương nhé. Nam vương Ngô Tiến Đoàn đăng quang Mr. International 2008. Nam vương Nguyễn Văn Sơn đăng quang Mr. Global 2015. Nam vương Trương Ngọc Tình đăng quang Manhunt International 2017. Nam vương Lương Gia Huy đăng quang Mr. Universal Ambassador 2017. Nam vương Cao Xuân Tài đăng quang Man of the World 2018. Nam vương Trịnh Văn Bảo đăng quang Mr. International 2019. Và Nam vương Nguyễn Văn Tuân đăng quang Mr. Grand International 2019. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua xem những chàng trai đại diện cho nhan sắc của Việt Nam đã đạt những thành tích như thế nào trong suốt thời gian qua trước năm 2021 nhé. Đầu tiên phải nhắc đến đó chính là cuộc thi Nam Vương Quốc tế Mr. International, bởi vì Việt Nam của chúng ta đã xuất sắc đăng quang cuộc thi này đến 2 lần. Cuộc thi Mr. International có nguồn gốc từ Singapore, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 đến năm 2008. Việt Nam cử đại diện đầu tiên đó chính là Nam Vương Việt Nam Ngô Tiến Đoàn. Anh đã xuất sắc làm rạng danh nước nhà khi đăng quang ngôi vị Nam Vương ngay lần đầu tiên Việt Nam tham dự. Anh còn được trao cho giải phụ Best Body, hình thể đẹp nhất. Nam Vương Ngô Tiến Đoàn, sinh năm 1983, quê ở Cần Thơ, là người giành giải nhất cuộc thi Manhunt Việt Nam năm 2006. Anh có hình thể được xem như hoàn hảo, cao 1m83, nặng 80kg, với các số đo 99, 80, 99. Sau đó, anh cũng từng đại diện Việt Nam tại Manhunt International năm 2007. Anh được xếp hạng 6 trong top 16 chung cuộc và đoạt danh hiệu thí sinh có hình thể đẹp nhất. Hơn 10 năm sau, chàng trai Trịnh Văn Bảo đã tiếp tục mang niềm tự hào về cho nhan sắc nam giới Việt khi đã tiếp tục đăng quang ngôi vị Nam Vương Quốc tế năm 2019. Bộ trang phục dân tộc anh mang đến cuộc thi cũng được chọn vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất, có ý tưởng độc đáo từ hình ảnh gánh chim bồ câu, mang thông điệp hòa bình đang sải cánh. Người mẫu Trịnh Văn Bảo cao 1m84, nặng 80kg, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước và từng giành giải đồng siêu mẫu Việt Nam năm 2018. Trịnh Văn Bảo sở hữu gương mặt điển trai cùng body 6 múi. Anh sinh năm 1994, từng tốt nghiệp cao đẳng bách nghệ chuyên ngành điều khiển tàu biển. Bên cạnh hai danh hiệu Nam Vương quốc tế, Việt Nam cũng đạt được một danh hiệu Á Vương 3 vào năm 2011 với chàng Nam Vương Lê Khôi Nguyên. Bộ trang phục dân tộc anh mang đến cuộc thi được chọn vào top 3 trang phục dân tộc đẹp nhất. Khôi Nguyên đến từ Đồng Tháp, đăng quang cuộc thi Mr. Việt Nam đầu tiên năm 2010. Một số thành tích khác của Việt Nam tại cuộc thi này gồm top 5 của Nguyễn Minh Trung vào năm 2018, top 6 của Nguyễn Tiến Đạt năm 2016 và top 15 của người mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy năm 2009 cùng giải Nam Vương ăn ảnh Mr. Photogenic. Manhunt International có nguồn gốc từ nước Úc và Singapore, là cuộc thi nhan sắc có tuổi đời lâu nhất khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Đến năm 2002, Việt Nam cử đại diện đầu tiên tham dự cuộc thi là người mẫu Nguyễn Bình Minh, tuy nhiên anh đã không đạt được bất kỳ thành tích nào. Đây cũng là cuộc thi mà Việt Nam có nhiều đại diện nhất với 11 chàng trai tham dự trong suốt 20 năm qua. Việt Nam có một lần đăng quang cuộc thi Manhunt International với chiến thắng của người mẫu Trương Ngọc Tình vào năm 2017. Bên cạnh đó, anh còn được 3 giải thưởng phụ gồm bình chọn nhiều nhất qua internet, người mẫu thời trang nhất và gương mặt của năm. Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1m87, nặng 80kg, số đo 3 vòng 103, 77, 101. Anh từng đạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam năm 2010, huy chương bạc môn võ thuật. Anh từng đoạt Á Vương cuộc thi Nam Vương Đại sứ Hoàng Vũ năm 2016. Ngoài ngôi vị Nam Vương, chúng ta cũng đạt được hai danh hiệu Á Vương bao gồm Trương Nam Thành, đạt Á Vương 3 năm 2011,
cùng giải thưởng bình chọn qua Internet nhiều nhất và của Mai Tuấn Anh, ngôi vị Á Vương 4 tại Manhunt International năm 2018. Như mình cần nhắc đến ở trên, Nam Vương Ngô Tiến Đoàn cũng đã vào đến top 16 cuộc thi Manhunt International năm 2007 và gần đây nhất là thành tích top 16 cuộc thi năm 2020 của Nam Vương Phạm Đình Lĩnh. Manhunt International năm 2020 cũng là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam duy nhất được tổ chức trong năm 2020. Phạm Đình Lĩnh từng có chiến thắng hy hữu tại Mr. Việt Nam năm 2019 khi cùng đăng quang ngôi vị Nam Vương với Phạm Minh Quyền. Vì đại dịch Covid-19 nên Minh Quyền vẫn chưa được đại diện Việt Nam dự thi quốc tế tại Mr. International. Cuộc thi Nam Vương toàn cầu Mr. Global có nguồn gốc từ Thái Lan, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và Việt Nam của chúng ta luôn cử đại diện tham dự thường niên không bỏ ghế trống một năm nào. Đây cũng là cuộc thi khiến cho fan sắc đẹp Việt tự hào khi Việt Nam đã từng một lần được vinh danh ở ngôi vị cao nhất. Đó là chiến thắng của Nam Vương Nguyễn Minh Sơn tại cuộc thi Mr. Global năm 2015. Ngoài ra anh còn được trao cho giải phụ Nam Vương được bình chọn nhiều nhất. Nguyễn Văn Sơn cao 1m93, đến từ tỉnh Thanh Hóa, từng là vận động viên quốc gia môn Taekwondo. Anh đã giành 15 huy chương tại các cuộc thi thể thao trong nước và khu vực châu Á. Ngoài một danh hiệu Nam Vương, Việt Nam từng được trao cho hai danh hiệu Á Vương tại Mr. Global gồm danh hiệu Á Vương 3 ngay tại cuộc thi đầu tiên năm 2014 của Nguyễn Hữu Vi. Anh cũng đạt thêm giải Nam Vương ăn ảnh Mr. Photogenic. Thứ hai là danh hiệu Á Vương 4 tại cuộc thi năm 2017 của đại diện Nguyễn Văn Thuận. Anh chàng cũng thắng thêm giải tài năng Best Talent. Bên cạnh đó, hai đại diện Mạc Trung Kiên và Nguyễn Hùng Cường đều được gọi tên vào top 16 hai năm liên tiếp là 2018 và 2019. Nam Vương Thế Giới Mr. World có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, là cuộc thi có tuổi đời xếp thứ hai thế giới khi tổ chức đầu tiên vào năm 1996. Tuy nhiên, cuộc thi này có mật độ tổ chức không thường xuyên và đều đặn, 2 hoặc 3 năm tổ chức một lần, và Việt Nam cũng không mấy mặn mà với cuộc thi này, chỉ mới cử hai đại diện tham dự. Đại diện đầu tiên là người mẫu Hồ Đức Vĩnh tại Mr. World năm 2007. Đáng tiếc, anh chàng không được gọi tên vào top tại đêm chung kết và chỉ thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Đại diện thứ hai của Việt Nam là người mẫu Trương Nam Thành tại Mr. World năm 2013. Với sự thể hiện khá nổi bật, anh chàng được gọi tên vào top 10 chung cuộc và được trao cho giải thưởng phụ Nam Vương Thời Trang và Phong Cách, Mr. Fashion and Style và top 10 Mr. Talent. Nam Vương siêu quốc gia Mr. International có nguồn gốc từ Ba Lan, nổi lên từ năm 2016 như một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới quy mô và chất lượng tốt. Cuộc thi này cùng tổ chức với cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Miss International. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ mới cử duy nhất một đại diện tham dự vào năm 2019 là Trần Mạnh Khang và anh đã được gọi tên vào top 20 trong cuộc. Man of the World, Quý ông Thế giới có nguồn gốc từ Philippines, là cuộc thi Nam Vương mới tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, đến nay đã trải qua 3 mùa tổ chức. Đây là cuộc thi Nam Vương hiếm hoi khi trao vương miện dành cho người chiến thắng. Trong 3 năm đó, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc đăng quang một năm với chiến thắng của Nam Vương Cao Xuân Tài. Cao Xuân Tài sinh năm 1995, đến từ Đà Nẵng, có chiều cao 1m82, nặng 75kg. Anh tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, là huấn luyện viên thể hình và là người mẫu tự do. Năm 2017, Cao Xuân Tài đoạt danh hiệu Áo Quân 1 cuộc thi Việt Nam Fitness Model. Vào năm tổ chức đầu tiên năm 2017, đại diện Việt Nam là Nguyễn Hữu Long cũng đạt được thành tích cao là ngôi vị Á Vương 1 cùng giải thưởng trang phục dạ tiệc đẹp nhất, gần nhất vào năm 2019. Chàng trai Tạ Công Phát được gọi tên vào top 18 chung cuộc. Ngoài Man of the World của Philippines, trên thế giới có thêm cuộc thi Man of the Year được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. Cuộc thi có nguồn gốc từ Indonesia. Việt Nam có 3 đại diện trong 4 lần tổ chức của cuộc thi và đều đạt được thành tích cao. Năm 2016, người mẫu Trịnh Xuân Nhãn đạt được ngôi vị Á Vương 3 tại cuộc thi có 11 thí sinh. Năm 2017, đại diện Việt Nam là Trần Thái Nhật được trao cho danh hiệu Á Vương 1. Sau một năm bỏ ghế trống, năm 2019, Việt Nam trở lại với chàng trai Tưởng Ngọc Minh và tiếp tục để vụt mất ngôi vị Nam Vương khi cán đích với danh hiệu Á Vương 1. Cuộc thi Mr. Grand International cũng đang dần đổi lên là một cuộc thi nhan sắc mới dành cho nam có nguồn gốc từ Philippines, lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017. Việt Nam liên tục có đại diện tham dự trong 4 lần tổ chức của cuộc thi và đại diện gần nhất vào năm 2019 là Nguyễn Văn Tung đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất Mr. Grand International. Anh cũng thắng giải trình diễn trang phục dạ tiệc đẹp nhất cùng giải Missology's Choice được bình chọn bởi trang Missology.
Trước đó, đại diện Nguyễn Tiến Đạt được trao cho danh hiệu Á Vương 2 năm 2017 và đại diện Lý Cao Thiên Sơn của năm 2018 đạt được danh hiệu Á Vương 1. Dưới đây sẽ là một vài cuộc thi có quy mô tổ chức nhỏ hơn, tuy nhiên Việt Nam của chúng ta cũng đã đạt được thành tích rất đáng nể. Chúng ta cùng nhau tiếp tục điểm qua nhé. Cuộc thi Mr. Universal Ambassador Nam Vương Đại sứ Hoàng Vũ có nguồn gốc từ Indonesia, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Việt Nam cử đại diện đầu tiên vào năm 2016 với Trương Ngọc Tình. Anh đạt được ngôi vị Á Vương 1 cùng danh hiệu Mr. ASEAN International, Nam Vương Quốc tế Châu Á. Sang năm 2017, Việt Nam có đại diện là chàng người mẫu Lương Gia Huy. Anh chàng xuất sắc đăng quang ngôi vị Mr. Universal Ambassador năm 2017. Lương Gia Huy sinh năm 1992, cao 1m80, sở hữu thân hình chuẩn. Anh chàng bước ra từ cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2015. Ngoài vị trí top 5, anh còn giành giải siêu mẫu có gương mặt đẹp nhất. Tại cuộc thi Mr. Tourism World, Nam Vương Du lịch Thế giới năm 2016, Phạm Xuân Hiền đã được danh hiệu Mr. Eco World cùng với giải thưởng tài năng Best Talent. Tại cuộc thi Mr. Culture World, Nam Vương Văn hóa Thế giới năm 2017, đại diện của Việt Nam là Michael Trần đã được danh hiệu Mr. Culture World Heritage. Tại cuộc thi Mr. Continental International Nam Vương Lục Địa Quốc tế, Việt Nam từng có hai đại diện đầu tiên tham dự vào năm 2018 là Trần Hoàng Nhân đạt được danh hiệu Á Vương 4 cùng với giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất. Chàng trai sinh năm 1992 này trước đó cũng từng đăng quang cuộc thi Mr. Travel Global năm 2018. Đại diện thứ hai là Nguyễn Sĩ Long tham dự vào năm 2019 và đạt được trao cho danh hiệu Mr. Continental Model. Tại cuộc thi Mr. United Continents, Nam Vương Liên Hiệp Lục Địa, vào năm 2015, Nguyễn Quang Huân đạt được danh hiệu Á Vương 4. Năm 2016, Việt Nam có hai đại diện tham dự cuộc thi này là Nguyễn Hải Quân đạt được danh hiệu Master United Continent cùng với giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất, trong khi Nguyễn Hoàng Tuấn đạt được danh hiệu Á Vương 2. Tại cuộc thi Mr. National Universe, Nam Vương Hoàng Vũ Quốc gia năm 2019, đại diện của Việt Nam là Đặng Đức Hiếu đạt được danh hiệu Á Vương 3, còn được gọi tên là Mr. National Earth. Tham dự cuộc thi Mr. Tourism Club Nam Vương Du lịch Hoàn Cầu năm 2019, Huỳnh Võ Tiến đã được danh hiệu Á Vương 4. Đến với cuộc thi Mr. Tourism and Cultural Universe Nam Vương Du lịch và Văn hóa Hoàng Vũ năm 2019, Quách Thanh Lâm đã được danh hiệu Á Vương 1. Tham dự cuộc thi Mr. Icon World Nam Vương Hình tượng Thế giới năm 2018, chàng trai đến từ Việt Nam Phạm Vũ Đen Kho vào đến top 5 trong cuộc. Tại cuộc thi Mr. United World Nam Vương Liên Hiệp Thế Giới, hai đại diện của Việt Nam tham dự vào năm 2018 và năm 2019 là Nguyễn Tiến Quân và Phạm Văn Quốc đều lọt vào top 10 chung cuộc. Và cuộc thi quốc tế cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn là Nam Vương Du lịch Hoàng Vũ Mr. Universe Tourism. Hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Vũ Linh và Nguyễn Luân đều được gọi tên vào top 10 lần lượt 2017 và 2019. Vậy là mình vừa tổng hợp xong thành tích của nhan sắc Việt Nam tại các cuộc thi Nam Vương trước năm 2021. Cuối năm 2021 này dự kiến sẽ có một vài cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới được tổ chức. Hy vọng Việt Nam của chúng ta sẽ có đại diện tham dự và đạt được những thành tích vang dội tại các cuộc thi này. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương trên thế giới nhé. Xin chào.